Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube La Phương Nam Sài Gòn Thế Giới Âm Thanh. Thì trước mắt quý vị là dàn loa tủ công suất lớn nha mọi người. Với dàn loa này thì được anh trai ở ngoài Hà Nội đã đặt cho bên Phương Nam Sài Gòn. Và bây giờ bên Phương Nam Sài Gòn sẽ làm video chia sẻ hướng dẫn cho anh chị lúc mà nhận loa cũng như là trong quá trình sử dụng loa thì cho nó dễ dàng nha mọi người. Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn này. Thì lúc mà anh chị mua về thì ở đây là cái dàn máy này. Cái dàn máy nha mọi người, thì ở đây là sẽ có cái nắp khóa. Đó, lúc mà anh chị hát thì chúng ta có thể khóa lại, đỡ bị người này người kia phá dàn máy của chúng ta. Còn mở ra để căng chỉnh thì chúng ta mở ra. Rồi ở đây, ở trên này là cái quản lý nguồn nha mọi người. Trên này sẽ là cái quản lý nguồn, tắt mở là cái này. Anh chị tắt mở là cái này nha mọi người. Rồi lúc mà xử lý cũng như là điện trong nhà lỡ may mà nó bị chập tủ lạnh hoặc là thiết bị gì đó trong nhà như tivi hoặc là những cái mà liên quan tới điện mọi người, motor, máy bơm gì mà chập điện á, thì cái loa mình đang sử dụng thì cái quản lý nguồn này nó sẽ bảo vệ nguồn điện cũng như là bảo vệ loa, là nó sẽ tự động ngắt nha mọi người. Rồi và ở đây là cái vang số này, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị luôn này. Thì lúc mà anh chị sử dụng thì sẽ có một cái remote như thế này, nhưng mà sau quá trình anh chị sử dụng vài năm mà cái remote này hư, thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh chị là dùng cơ không cần cái remote này. Thì ở đây là nó có các chức năng là lớn nhỏ của nhạc là cái này nha anh chị. Đó là nó sẽ hiển thị là music này, 35 này. Rồi là mid này, là 35 này. Đó là cái này nha mọi người, mid này. Anh chị xoắn là nó sẽ hiển thị lên này, lớn nhỏ của micro này. Và cái này sẽ là lớn nhỏ của đồ vang này, phách này. Cái này hiển thị bluetooth này. Đó, lúc mà anh chị kết nối với những thiết bị khác thì chúng ta chuyển qua chế độ bluetooth mới được nha mọi người. Đó, còn anh chị cắm dây thì chuyển qua chế độ cắm dây bằng cái nút này. Anh chị bấm cái này là nó chuyển đổi các cổng kết nối, nó sẽ hiển thị nha mọi người. Rồi và ở đây là cái mod để anh chị chuyển đổi các chương trình này. Ví dụ ở đây đang là chương trình số 3 mà anh chị muốn quay về chương trình số 1 để anh chị hát, thì ở đây là có nút control này. Anh chị quay ngược kim đồng hồ thì nó sẽ về chương trình số 1. Rồi là anh chị bấm lại giữ lại cái này nha mọi người. Bấm giữ nguyên luôn. Rồi nó loát qua rồi thì chúng ta buông ra để nó về chương trình số 1. Rồi anh chị hát cảm thấy chương trình số 1 ok thì anh chị hát. Rồi anh chị muốn hát chương trình số 2 thì chuyển qua chương trình số 2, là quay theo kim đồng hồ là nó qua số 2. Tương tự nha mọi người, nó có tới 8 chương trình. Đó, tùy theo anh chị thích hát chương trình nào thì anh chị để chương trình đó hát. Ví dụ này là về số 3, anh chị bấm giữ này. Đó, rồi nó sẽ về. Rồi anh chị lại lần nữa cho anh chị dễ hiểu này. Ở đây là đôi lúc chúng ta đang còn sử dụng này, lớn nhỏ của đồ vang này, lớn nhỏ của là nhạc này. Đó thì nhạc vừa thôi, 30 hoặc là 28 thôi. Đó, tiếng mic nó lớn hơn một chút mọi người. Rồi và nếu như anh chị muốn chỉnh qua chế độ số 2 để hát thì chúng ta sẽ bấm qua ở đây là modem này, mod này. Đó, chuyển này. Rồi, mod 3 này, chuyển về mod 1, quay ngược kim đồng hồ. Quay ngược kim đồng hồ này, mod 1, mod 2 này. Đó, lên xuống thôi. Cái này anh chị xoay theo chiều kim đồng hồ á. Đó, xoay về là nó lên mà xoay ngược lại nó lùi. Đó, về số 2. Rồi, bấm giữ. Rồi, nó sẽ nhận nha mọi người, nó sẽ nhận thiết bị này. Rồi và nó đã nhận chương trình số 2. Rồi là bây giờ anh chị muốn hát chương trình số 2 nhưng mà chúng ta hát cảm thấy vẫn chưa ưng ý, rồi anh chị chuyển qua chương trình số 3. Ta bấm vào nút đó là chuyển qua số 3. Rồi, bấm giữ. Ok anh chị. Rồi, đó là chuyển chương trình. Tiếp theo sẽ là anh chị có thể can thiệp vào cái này là chỉnh bass chép của micro và nhạc echo của trên cái vang số này cũng được nha mọi người. Anh chị có thể chỉnh tay để chúng ta cảm nhận lúc mà chúng ta nghe nó vừa tai của chúng ta hơn nha mọi người. Đó, đôi lúc tùy theo anh chị ấy, mọi người chỉnh, nhưng mà anh chị muốn sau này anh chị sử dụng mà an hiểu về loa nhiều thì chúng ta can thiệp nhiều được. Ở đây là music này, là nhạc này. Anh chị cảm thấy mà chúng ta đang nghe bài hát nhạc đó mà nó thiếu bass hoặc là thiếu chép thì chúng ta có thể can thiệp nha mọi người. Anh chị bấm vào music này. Đó, ở đây là bass này. Và ở đây là âm chung này, lời ca của chúng ta này, cũng như lời ca của ca sĩ này. Và bên này âm chép là nó sẽ hiển thị trên ba cái cần này. Đó, thí dụ như bây giờ anh chị bấm vào đó này, bass này là nó sẽ hiển thị đây. Đó, anh chị muốn tăng bass là cộng này, trừ thì bass nhiều quá thì chúng ta lùi về. Đó, mà yếu thì chúng ta thì cộng này. Và lời ca sĩ này, cái này lời ca sĩ này đó. Đó, chép này, cái này tăng chép hay chép nhiều hay ít là cái này này nha. Mà anh chị lưu ý nha, chúng ta đừng có tăng nhiều quá, nó cái gì nó cũng vừa phải thôi. Rồi, đó, cái này là chúng ta có thể can thiệp chỉnh bass chép của nhạc này. Rồi, và tiếp theo sẽ là bass chép của micro. Ở đây mic này, trên này sẽ là micro này. Đó, thí dụ như anh chị mà hát mà cảm thấy nó bị ù hoặc là tiếng bass nó nhiều quá mà thiếu chép thì chúng ta có thể là giảm bass này. Cái này giảm bass này.
và tăng chép này, tiếng hơi tối thì anh chị có thể đẩy lên miếng này, hoặc là tiếng sáng quá hoặc là tiếng xe quá thì chúng ta thì giảm chép về và đẩy bass lên chút nha mọi người. Rồi và tương tự thôi, cái này cũng là cái echo này, cái này echo bass trung chép rồi bass trung chép đó, ba cái tương tự thôi. Rồi thì em chỉ sơ qua vậy thôi, chỉ nhiều quá anh chị sẽ bị rối nha mọi người. Anh chị muốn can thiệp thêm thì bên em sẽ làm video khác chi tiết hơn và dài hơn cho anh chị. Vâng, thì ở đây lúc mà anh chị mua về thì sẽ kèm theo cái loa này sẽ có cái remote này. Cái này là mấy chương trình ở trên này. Đó, 4 chương trình ở trên là anh chị hát này, mod 1. Nếu anh chị hát cảm thấy ok thì anh chị đi hát này. Anh chị bấm vào số 1. Rồi. Anh chị thích hát mod 2 thì chuyển qua mod 2. Hoặc là mod 3 chuyển qua mod 3 nha mọi người. Ở đây là có mấy chế độ đồ vang cũng như là tiếng micro và tiếng hát của chúng ta nó sẽ khác hoàn toàn nha mọi người. Rồi. Và ở đây là lớn nhỏ của mic này và nhạc này và cái đồ vang này. Cái đồ vang nhiều quá thì anh chị có lùi về này, hoặc là ít vang quá anh chị muốn hát nhưng nó vang nhiều thì anh chị có thể đẩy lên nha mọi người. Rồi. Và bây giờ bên em sẽ đi vào phần test nhạc trước khi mà đóng gói và bàn giao về cho khách hàng nha mọi người. Kỹ càng rồi và bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh lúc mà anh nhận loa, đặt hướng loa như thế nào hát cho nó hợp lý và hay nhất nha mọi người. Thì nếu như mà anh chị dàn loa lớn này mà để trong phòng nhỏ như thế này thì nó hơi lớn nha mọi người, và chúng ta cân nhắc cũng như là lúc mà anh chị hát trong phòng thì làm sao chúng ta mà mở vừa âm lượng trong phòng để chúng ta hát karaoke cũng như là nghe nhạc thế nha mọi người. Chứ nếu mà phòng nhỏ mà anh chị mở lớn quá thì nó sẽ bị quá công suất trong phòng mà nó sẽ không hay. Nếu mà tivi đối diện thì anh chị làm sao mà đá cái loa cho nó xéo một chút, đá cái loa này nè, xéo ra một chút của cái tivi. Rồi
Rồi là TV nếu mà anh chị để trước này thì anh chị để loa hướng này xéo miếng, và người ngồi hát là xéo 45 độ nha mọi người. Xéo 45 độ so với loa. Thí dụ như anh chị đặt loa như vậy thì chúng ta đứng xéo để chúng ta hát, lúc mà âm thanh nó ra để chúng ta nghe lời của chúng ta hát và nghe nhạc nó rõ hơn. Chứ anh chị tránh trường hợp là chúng ta để loa đây và anh chị đứng ngay trước này hát. Đứng ngay trước này hát là nó dễ bị trường hợp là bị rú rít cũng như là dễ bị hú. Và anh chị lúc mà anh chị hát là tiếng micro nó sẽ phát từ loa ra và loa nó sẽ hút vào micro, tạo cho âm thanh nó không được rõ và anh chị rất là khó hát nha mọi người. Thay vì vậy anh chị cứ đứng qua một bên xéo 45 độ nha mọi người. Anh chị đứng xéo 45 độ giống như là chúng ta thường đi hát đám cưới này, hoặc là sự kiện, hoặc là những chương trình lớn á, là thường là người ta sẽ bố trí loa để hai bên đó, rồi người lên hát sẽ đứng ở giữa và âm thanh nó cộng hưởng nó rất là hay. Còn nếu như mà chúng ta thiết kế loa đứng phía sau người hát thì chúng ta hát sẽ không hay và dễ rú rít nha mọi người. Thì trường hợp để anh chị hát karaoke mà không hú 100% là anh chị để hướng loa như thế này là ok nhất nha mọi người. Anh chị đừng có đứng trước loa, chúng ta đứng làm sao mà cho nó xéo 45 độ nha mọi người. Xéo 45 độ để chúng ta hát như thế nào cho hay nhất, như là loa hướng này thì anh chị đứng xéo 45 độ giống như thế này. Đó, hoặc là nếu mà anh chị ra ngoài trời thì chúng ta mở công suất lớn hơn thì chúng ta cân nhắc là đặt hướng loa như thế nào cho hợp lý nha mọi người. Rồi, và bây giờ bên em sẽ đi vào phần đóng hàng để mà trước khi gửi về cho anh trai. Còn dòng loa này thì bên Phương Nam Sài Gòn đã có rất nhiều video test nhạc và test karaoke rồi. Bên Phương Nam Sài Gòn không quay lại nhiều nữa nha mọi người. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.